Địa chỉ căn nhà mình là 49 sạc 11 sạc 6 ha. Đường Nhật Tảo, phường 4, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. À, hướng nhà mình là hướng Nam ha. À, cửa nhà thì lối đi vô này, nhỏ vậy thôi. Đây, trong đây có cái sân. Ở nhà thì hiện tại đang cho thuê ha. Từ phía bên đây qua đây nè, 7m6. Qua thì 7m6, sâu vô 4m. Lối đi này đó đi lên để người thuê ở trên lầu ha. Có hai phần cho thuê ở dưới đất với trên lầu nha. Ở đây là ở dưới nè. Ở đây dưới đất nè ha. Và căn nhà này chủ đang kêu bán với mức giá là 3 tỷ 350 triệu nha cô chú anh chị. Cái khoảng sân này thì mình để cũng được 2-3 chiếc xe bên đây, cũng được 2 chiếc xe đây, để xe lớn ở dưới cầu thang này. Ở đây bên đây để cũng được 2 chiếc xe, 3 chiếc xe nữa ha. Nhà này nằm trong chợ Nhật Tảo nha, mình có thể đi bằng đường chợ Nhật Tảo và mình cũng có thể đi bằng hẻm 230 hoặc 254 đường Vĩnh Viễn cũng được luôn ha. Nó này dài qua tới đây nè, nó dài qua tới đây luôn ha. Bên đây thì gian bếp, nó dài qua nhà mình, dài qua tới đây nè. Ở đây là nhà vệ sinh. Đây có chỗ rạc rửa bằng tay ha. Khu vực này mình để máy giặt, phòng khách. Ở đây ngoài có cái khoảng sân bên ngoài nè. Sân bên ngoài cũng khá rộng ha. Bốn mươi chín sẹt 11 sẹt 15 đường Nhật Tảo, chợ Nhật Tảo luôn ha. Rồi chiều ngang là 7m6 nha cô chú anh chị. Lấn vô đây còn khuất vô đây thì một đoạn nguyên cái phòng nằm phía bên trong đây nè. Nó dài qua bên đây luôn chứ không phải có bên đây không nè. Nó dài vô tới đây nè. Nó nở hậu, nhà nở hậu phía sau nè. Nở hậu 8m. Rồi mình bước lên trên lầu mình xem sơ trên lầu nữa cô chú anh chị. Nay mình đi lên lầu nha, nhìn xe ngoài. 49 sạc 11 sạc 6 đường Nhật Tảo, phường 4, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh ha. Ở nhà là nở hậu thì phía bên trái nha. Nhà thì có cái sân, khoảng sân cũng khá rộng ha. Đây cái bản vẽ của nhà mình nè ha. Cái phần vuông nhất là 7m6, 7m6 nhường cho 3m6 bên trong nè. Còn phía bên ngoài là cái sân trống nè. Tổng diện tích đất ở đây là 42m nha. Tổng diện tích của mình ở đây là 42m. Đó, từ pha tính 3m6 là từ cái bức tường này đổ vô nè. Vuông nhất vô phía trong nè. Nó vô trong là 3m6, gần 4m. Rồi ra ngoài thêm ngoài đây khoảng
4 mét nữa là 8 mét. Nó nhà vệ sinh nó trên lầu nè. Nhà vệ sinh nó trên lầu nè ha. Đây là bên hông nhà mình. Hông nhà mình dưới không biết là cái gì, quay cho cô chú chị bà xem cái gì. Tôi không thấy cao quá. Rồi, ở trên lầu đây ha. Ở đây mua về sửa chữa thì chừa cái sân lại rất là ngon luôn. Lối đi vô hơi nhỏ. Đây có một phòng, bên đây một phòng, bên đây một phòng. Phòng mỗi phòng thì có đồng hồ riêng hết nè. Đây. Bên đây một phòng ha. Phòng bên trong nè. Bên đây nè. Phòng này đóng cửa rồi, con không được bên trong phòng này thử rồi. Hai phòng khóa cửa hết rồi. Hai đồng hồ điên hết rồi ha. Thì cái phần này nè cô chú anh chị. Cái phần này thì chiều ngang qua là 76. Bên đây một cái phòng. Là một phần bên đây. Một phần mấy bên đây. Trên đây có hai phòng nha cô chú anh chị, nhưng mà người ta đi vắng rồi nên mình quay không được bên trong. Cô chú anh chị bằng thông cảm, trong đây có hai phòng nha. Đang cho thuê. Rồi cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu tìm hiểu căn nhà này thì xem nhà mình xem từ buổi sáng 9 giờ cho tới buổi 2 giờ trưa thôi nha cô chú anh chị. Hoặc sau 6 giờ chiều. Hoặc sau 6 giờ chiều ha. Để Vũ Hồng miêu tả là cái nhà mình đó. Nó dài đây vô trong đó nó còn dài như vậy đó. Mà xuyên qua đây là 76 ha. 76 nha. Phần trước này là phần nằm sụt cái sân. Còn phần nhà chính là từ đây nè. Đổ dài vô trong đây. Đổ dài vô trong đây nha. Nó dài đây nó phòng nè ha. Rồi Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà mình nha. Căn nhà mình đó là ở địa chỉ là 49/11/5. Đường ở đây là đường Nhật Tảo. Đường Nhật Tảo, phường 49/11/6, đường Nhật Tảo, phường 4, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình khu viên chính của nhà mình là đây nè. Từ đây qua tới đây là 4 m. Chiều qua bên đây là 7m6 và phần sân phía trước này phần từ đây nè. Đổ ở đây là không tính, sân này thêm, mình có thêm. Tổng diện tích đất mình đang sở hữu là 42m ở trong khu viên đất mà nhà mình. Và căn nhà này chủ đang kêu bán mức giá là 3 tỷ 350 triệu đồng ha. Bên trong đây là còn hai phòng nha cô chú anh chị. Tổng cộng ở dưới đất thì có hai, một phòng khách với một phòng lớn. Và căn nhà này thì chủ đang kêu bán 3 tỷ 350 triệu. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc với Vũ Hồng ha. Nhà nằm trong chợ Nhật Tảo nha cô chú anh chị. Nhà nằm trong chợ Nhật Tảo ha. Và Vũ Hồng cảm ơn cô chú anh chị bạn đã xem hết clip này nha. Cuối clip Vũ Hồng sẽ review thêm đường đi cho cô chú anh chị bạn xem. Rồi Vũ Hồng cảm ơn cô chú anh chị nha. Số điện thoại 0933 797979. Và nhà là 3 tỷ 350 triệu nha.